Tifon đến chúc mừng em Long Nghi khai trương thêm cái shop thứ tư nha các bạn ở Tân Bình. Thì shop là số 19A Đông Sơn, phường 7, quận Tân Bình, anh em ủng hộ. Em Tuấn Mobi đó, ủng hộ Đông Nghi. Có anh Hà đó anh. Trời, có anh Nguyên Hà luôn. Can you talk everybody? Yes, good. Right. Hey, bạn. Anh cả Tùng Nguyễn. Đức Khổng Lồ, anh Lớp, Bắc Thành, Đỗ Đô Đi, Tuấn Mô Bi, Đông Nghi. Hôm nay là ngày của Đông Nghi nha, khai trương cái shop thứ tư nha các bạn. Dũng, chụp anh tắm nha. Ủa em vô luôn hả? Chụp anh tắm đi vô. Trời ơi. Chào tôi nha. Chết. Từ từ, đặt chiếc ngang luôn. Qua luôn đi anh. Rồi, hai, ba. Rồi, cho vô luôn, cho vô luôn. Dạ lại nha, đây à. Lấy chào luôn nha. Ok. Anh nhà luôn. Đi nhìn máy này giúp anh. Ở đâu rồi sáu với lại Đông Nghi. Gặp anh với Đông Nghi. Đây các bạn, đây là một số xe mà Đông Nghi đã từng chạy trường nha các bạn. Thi đấu giải quốc gia.
chắc vậy, chắc sẽ đấu. Đây hầu như chắc sẽ đấu không ạ? Đồng Nghi giới thiệu sơ sơ về các sản phẩm của em đi Đồng Nghi. Xe Jazz này á thì em giới thiệu cái bộ smart key của Motospa. Đây là cái dòng smart key smart năng chống động. Có nghĩa là mình sẽ sử dụng cái ứng dụng của điện thoại để mình điều khiển, không cần phải xài chìa khóa nữa. Chìa khóa mình bấm vào đâu mình phải xài. Trên đây nó có rất nhiều chức năng để chống chiếc cướp, chống giác được. Nó bấm á, nó có thể chết bát của mấy anh này. Nghe là nó chỉ cần đứng kéo lên mình thôi, cái xe mình đó nó hay chết bát. Còn ví dụ điện thoại này là do có hai server rồi. Ví dụ như server này xong sẽ có một server khác thôi. Và một giây đổi ba là một mã thì nó sẽ không chết bát. Thì bắt đầu cái nước làm cái dòng này nó rất là công nghệ. Thì nói chung là cái chìa khóa mình có thể quên, nhưng cái điện thoại là không bao giờ mình quên rồi. Nó là cái cần có ly thông của mình. Hết pin sao em? Đang chạy hết pin sao? Đang chạy hết pin thì nó sẽ có cái ứng dụng để tắt chế độ này luôn. Ví dụ anh có thể nhắm trong khoảng 10 phút hoặc là 4 tiếng anh có thể sạc pin được. Anh sẽ hẹn giờ đây. Tính tới trường hợp là mình đi một mình trong rừng lối gì đó, mà mình đi có một mình cũng như em đi tour vậy đó, một mình mà nó điện thoại nó hết pin. Để ở đây đó, gần hết pin có nghĩa là dưới 20% nó sẽ rung cái xe luôn. Mình đang chạy xe, điện thoại sẽ rung và cái xe mình sẽ rung luôn anh. Nó sẽ báo với mình là cộng 20% pin. Đang có thể dừng lại để mình tắt cái chế độ chống chảo, hoặc là mình tạm mở khóa tạm thời mình vẫn chạy xe được, nhưng mà mình tắt cái chức năng này luôn. Mình hẹn giờ luôn. Đó. Nó rất là hay chứ không hiểu anh. Và cái này á thì có thể chia sẻ cho được rất là nhiều người chứ. Nghĩa là giống như anh Tuấn ha, ông lấy xem đi, em có thể chia sẻ cho Tuấn và mỗi lần chia sẻ em có thể đổi một cái bát khác nhau. Đó. Nếu anh Tuấn trả xe em có thể tắt để anh Tuấn không sử dụng được. Nghĩa là mỗi xe gắn cái này sẽ có một máy chủ. Nếu mình quên bát thì bên công ty sẽ cấp lại bát cho chủ nhân của nó. Và nó dính liền với số điện thoại. Cách 3 mét là 30 mét.
1 mét đến 30 mét. Ủa, 3 mét là xa tốt lắm á. 1 mét đến 30 mét. Coi như là anh mét là anh đậu phá. Anh đậu phá mà cách 3 mét lại. Để mà mét ra. Cách cái tờ nó báo. Còn mà anh về đớp là 3 mét. Cái sản phẩm nó bỏ hẹn luôn. Bảo hành 18 tháng hành là 1 năm rưỡi. Thôi rồi đổi mới tháng hành. Thôi rồi đổi mới. Thì em đứng ra đảm bảo. Cái này là cái uy tín của em. Dạ. Thì ngày hôm nay nói chung là em sẽ tặng nhiều lời chờ này. Chương trình diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 8. À, 15 tháng 8 là 1 tháng. Dạ. Em mình phải đem xe lên đây. Dạ đúng rồi, có xe. Tụi em sẽ làm trong khoảng 2 tiếng là xong hết. Mà chị tham gia là rồi, cảm ơn anh. Xe đập tủ mới luôn. Anh đâu? Mới luôn á. Đây nó có định vị không? Dạ đúng rồi. Chị của điện thoại. Điện thoại. Thì chỉ cần là xe anh cắt ra trong vòng không biết tí á. Thôi không chơi. Nói lại cái vụ định vị anh cả. Mấy người mà có vợ đừng có gắn định vị nguy hiểm. Cái này định vị công ty họ biết thôi. Người nhà không biết. Dạ không biết đúng không? Giờ em bấm YouTube là chị cả biết. Đến khi tình huống bị mất xe, bị cướp xe thì báo về điện thoại người nhà mới biết, báo về cái vị trí của mình. Công ty bình thường là chỉ có công ty biết vị trí mình thôi, người nào biết bảo mật cái đó không? Công ty bảo mật cho mình không? Đã làm tới cả sẽ bảo mật chắc chắn luôn. Vợ xin là chết á. Ở đây là live phim nãy giờ luôn, anh em mình có anh Tùng à. Anh Tùng là không gắn công ty không? Rồi Đông Nghi còn cái gì mới mẻ nữa em giới thiệu luôn nha em nha. Mấy đứa ơi, cho anh em mấy cái quạt cho anh em tốt. Vô lấy cái quạt phòng này đô ra. Thì cái tiếp theo là em sẽ quay này. Nghe là em sẽ giới thiệu về xe xăng cơ lên FE. Có nghĩa là xe quay mình là xăng cơ chạy xe bình thường. Thì cái xe này em thành làm một dây điện của FE, hai qua lăng của FE đánh lửa luôn. Và sử dụng hơi su của Winner. Ơsu Uma Racing này là dòng cho xe Winner. Đó, xài Ơsu Winner luôn anh. Sao có nhẹ vậy, có nhẹ vậy. Còn cái xe đẹp của em thì anh chắc cũng biết rồi. Là xe này phun trong ngày đây. Đó là sử dụng cái máy giống vậy anh. Nghĩa là xe cái xe anh em là sử dụng cái máy này. Đầu Uma Racing nói chung là đầu Uma Racing lồng Super Head tay trên qua lăng Uma luôn, nói chung là chọn gói đồ Uma là giống như xe em là cái máy này luôn. Nhiều tiền chưa nói được tiền. Em làm full phần máy á, từ một cái xe riêng em làm lên full phần máy xô phần xăng làm bô rồi chọn gói cho khách thì tầm khoảng 30 triệu, bảo hành 1 năm nha. Riêng ở Sài Gòn này một mình Đông Nghi dám đứng ra bảo hành 1 năm cho xe độ từ 62, 65 và Raider 68, quay rim Sirius Jupiter 54 bảo hành 1 năm. Trong quá trình tụi anh đi tour xe bể máy luôn em, mấy anh không tốn ngày nào hết, em đứng ra bảo hành. Lý do đó nên là khách của em rất là nhiều, em dám bảo hành được khách. Vì bây giờ thì tụi em tính từ tỷ số nén, tính độ cao, tính từ tất cả mọi thứ trong cái máy rồi. Thì đó tụi em bảo hành được khách.
Đây là đầu á, tôi đứng đây là đây là anh đứng nghe một cái clip tại cam, nhưng mà ở đây là cái khu sân bay đó, sân bay đá bay đá đi tới đầu rối đó thôi. Cái quay bi luôn như là video luôn. Đúng rồi, xài ở xung quanh mình sẽ là Skidon, thì đều là thương hiệu của anh.